Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện. Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận. Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận đang dấn thân cho sự phát triển con người. Xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với ích chung và tìm kiếm không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Mùa vọng là thời gian để con lắng nghe thánh tâm Chúa, hầu mở lòng ra tiếp nhận thánh ý và hoạt động của Cha nơi con. Con hân hoan khởi đầu mới này. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Thiên Chúa không ở đâu xa, Người ở ngay cạnh bên. Người không thờ ơ nhưng đầy lòng trắc ẩn. Người không xa lạ nhưng là một người cha giàu lòng thương xót. Con dâng ngày sống hôm nay cho những ai đang dành thời gian làm việc tình nguyện trên toàn thế giới. Chính họ đã làm cho nước trời thể hiện ở thế gian này. Con nghĩ về một cử chỉ cụ thể mà con muốn làm hôm nay để thể hiện tình liên đới với những ai cần đến con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Thánh Ignatio nói, tình yêu phải được đặt trong hành động hơn là lời nói. Dành chút thời gian giữa ngày, con nhìn lại tình yêu con đã gửi gắm trong những việc làm hôm nay. Con tự hỏi rằng, mình có nhớ đến những tình nguyện viên mà con cần cầu nguyện cho họ trong tháng này không? Ý cầu nguyện hàng tháng thể hiện mối quan tâm của Đức Thánh Cha về thế giới và giáo hội ngày nay. Và nó cũng là kim chỉ nam cho những lời cầu nguyện và hành động của con trong tháng. Để gieo lên niềm hy vọng cách cụ thể hơn chung quanh mình, con cần đổi mới ý muốn và cách dâng hiến bản thân con. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con tạ ơn về ngày sắp qua đi và cảm nhận sâu xa nội tâm của con. Ngày hôm nay của con thế nào? Con biết ơn vì bao phút giây viên mãn và an bình mà con có được. Con cũng nhìn lại những khoảnh khắc gian truân. Con đã nghĩ về điều gì? Đâu là thái độ và cảm xúc con dành cho những khoảnh khắc đó? Trong lúc bối rối, con cần kiên nhẫn, kêu xin Cha trợ giúp và không bao giờ từ bỏ thiện ý của mình. Con ghi lại những cảm nhận và mong ước ngày mai sẽ biết yêu thương nhiều hơn. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.